Lý do khiến người đàn ông Thẩm Dương phải ném tiền và tờ rơi từ tòa nhà cao tầng. Phong trào khóa máy mới, Trung Quốc yêu cầu người dân chặn các cuộc gọi ra nước ngoài khiến dư luận bức xúc. Chuyên gia cho biết, việc này sẽ thuận tiện cho việc người dân Trung Quốc biết nhiều sự thật hơn và một khi chân tướng được phơi bày, nó sẽ khơi dậy sự tức giận của người dân nước này tương tự phong trào giấy trắng. Cuộc gọi từ nước ngoài đặt nội tạng và sự dơ bẩn từ trong chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng lời kể lạnh người từ một bác sĩ quân y tham gia mổ cướp tạng. Được đề cử cho 6 giải thưởng sư tử từ Canada, đoạn phim giới thiệu nội tạng thuộc sở hữu nhà nước được công bố. Đặng Hiểu xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương mục Điểm Nóng trên kênh DBC. Lý do khiến người đàn ông Thẩm Dương phải ném tiền và tờ rơi từ tòa nhà cao tầng. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 6, video quay cảnh một tòa nhà cao tầng có một người ném tiền được lan truyền trên Internet ở Trung Quốc đại lục. Nhiều người xem ở phía dưới đã tiến lên nhặt. Một người buôn bán gần đó nói rằng đúng là như vậy. Lúc đó, người đàn ông đang ở tầng 16, cảnh sát đã đến và đưa anh ta đi. Theo báo chí đại lục đưa tin, vụ việc xảy ra cạnh trung tâm mua sắm Joy City ở khu thương mại Trung Tiệp, đường Hoàng Thành, quận Thâm Hà, Thẩm Dương. Trong một video trên Douyin ở Trung Quốc đại lục, một cư dân mạng nói rằng 100 nhân dân tệ màu đỏ đã được giải trước, sau đó là thư kháng cáo. Một số người tại hiện trường đã nhìn thấy tiền và thư kháng cáo mà người đàn ông thả ra từ tòa nhà, trong đó có thông tin người đàn ông đến từ quận Thuận Thành, thành phố Phủ Thuận, có cả số chứng minh thư. Cảnh sát và xã hội đen cấu kết với nhau, ô dù của bên kia là cấp trung ương, không có nơi nào để khiếu nại, vì vậy phải sử dụng phương pháp này để thu hút sự chú ý. Một số cư dân mạng than thở rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đàn áp thông tin. Bạn ở Ba Lan xa thì biết, nhưng chúng tôi ở trong nước thì không biết, bởi vì có một số điều nội bộ mà bạn chỉ có thể nhìn thấy từ nước ngoài. Thế giới bên ngoài, ít người trong cả nước biết tin mà cũng không có, hoặc biết thì cũng không dám nói. Đảng Cộng sản Trung Quốc một tay che trời. Phong trào khóa máy mới, Trung Quốc yêu cầu người dân chặn các cuộc gọi ra nước ngoài khiến dư luận bức xúc. Thưa quý vị, trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng mạnh tay hơn trong việc chặn thông tin trên Internet. Bất kỳ thông tin bên ngoài nào muốn vào Trung Quốc đại lục đều phải thông qua kiểm duyệt. Gần đây, có thông tin cho rằng cảnh sát nhiều nơi ở Trung Quốc đã khuyến cáo người dân tắt chức năng nhận cuộc gọi từ nước ngoài với lý do thường xuyên xảy ra các vụ lừa đảo viễn thông ở nước ngoài trong những năm gần đây. Các tin tức liên quan khiến mọi người nghi ngờ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một đợt chiến dịch phong tỏa mới. Theo báo cáo từ CCTV và Nhật báo Bắc Kinh, gần đây, cảnh sát ở Sơn Đông, Giang Tô, Hà Bắc và những nơi khác đã đưa ra nhắc nhở khẩn cấp rằng những công dân Trung Quốc không có quan hệ ở nước ngoài nên tắt chức năng gọi ra nước ngoài trên điện thoại di động của họ. Nói rằng những người bạn đang đợi có thể nó sẽ không bao giờ đến và đó có thể là một trò lừa đảo. Báo cáo cũng chỉ ra rằng ba nhà khai thác viễn thông lớn của Trung Quốc đã liên tiếp tung ra các dịch vụ miễn phí để chặn các cuộc gọi từ nước ngoài và chỉ một vài phút cài đặt đơn giản để ngăn chặn các cuộc gọi từ nước ngoài. Đồng thời, báo cáo dạy thêm cho công chúng cách xác định các cuộc gọi quốc tế, chẳng hạn như các số bắt đầu bằng 00 hoặc cộng đều là số ở nước ngoài. Theo báo cáo của tin tức ngược dòng, vào ngày 9 tháng 5, kể từ tháng 8 năm ngoái, các tỉnh bao gồm Hà Nam, Giang Tây, Liêu Ninh, Quý Châu và Chiết Giang đều đã ngừng chức năng nhận SMS quốc tế, Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Về vấn đề này, một số cư dân mạng người Hoa ở nước ngoài xúc động nói, "Vâng, nhiều bạn bè của tôi không dám liên lạc với tôi nữa." Một số cư dân mạng cũng phàn nàn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm điều đó giống như khủng bố toàn diện. Luật sư Bao Long Quân ở Bắc Kinh từng chỉ ra rằng quyền tự do và quyền riêng tư về thư tín của cá nhân công dân được pháp luật bảo vệ, được quy định trong hiến pháp. Các quy định về viễn thông nêu rõ rằng người dùng có quyền tự do sử dụng viễn thông theo luật và quyền riêng tư của thông tin liên lạc được pháp luật bảo vệ. Luật sư Tạ Nhất Yên tin rằng yêu cầu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc tắt tính năng điện thoại và tin nhắn ở nước ngoài là một giao dịch độc quyền và ép buộc. Nó đã vi phạm các nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, trung thực và tin cậy trong luật hợp đồng. Công ty viễn thông thậm chí còn vi phạm hợp đồng, xâm phạm đến nghĩa vụ thực hiện hợp đồng, quyền giao dịch bình đẳng, quyền được biết, quyền được lựa chọn độc lập. Trên thực tế, để chặn cái gọi là thông tin nhạy cảm, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ yêu cầu người dân Trung Quốc tắt chức năng nhận cuộc gọi từ nước ngoài.
vào cuối tháng 5 năm nay, cảnh sát Nam Kinh, Giang Tô, Phúc Châu, Phúc Kiến, Lan Châu, Cam Túc cũng như Quảng Tây, Sơn Tây và những nơi khác đã liên tiếp đưa ra thông báo yêu cầu phụ huynh kiểm tra xem điện thoại di động của con cái họ có bị cài đặt trò chuyện bí mật hay không, mèo, máy bay giấy hay còn gọi là Telegram, rơi bí mật. Ngoài các phần mềm liên lạc được mã hóa như Da, Segan, nếu phát hiện các ứng dụng này cần gỡ bỏ ngay lập tức. Một số nơi còn cảnh báo phụ huynh cần thực hiện đưa con em mình đến cơ quan công an nơi gần nhất để làm rõ việc con em mình có hành vi phạm tội hay không. Ngoài ra, các nền tảng xã hội ở nước ngoài như WhatsApp, Line, Facebook và Twitter thậm chí đã bị cảnh sát địa phương liệt vào danh sách đen. Và những phần mềm được đặt tên bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc này đã đóng một vai trò lớn trong phong trào giấy trắng vào cuối năm ngoái. Về vấn đề này, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng sở dĩ cảnh sát có động thái này là do phần mềm chat ở nước ngoài khó theo dõi, mà mục đích là để kiểm soát lời nói. Cũng có người nói, đánh chính xác khó như vậy sao, không bắt được tội phạm thì dùng phần mềm liên lạc vô tội. Kể từ tháng 5 năm ngoái, China Mobile, China Unicom và China Telecom đã bắt đầu tắt chức năng nhận cuộc gọi ra nước ngoài của điện thoại di động ở một số tỉnh của Trung Quốc. Một số nhà bình luận tin rằng đây là một nỗ lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm cắt đứt sự thật và thông tin từ thế giới tự do ở nước ngoài và để đánh lừa người dân Trung Quốc, đồng thời cũng là một phương tiện để kiểm tra khả năng ngắt kết nối với hải ngoại dưới danh nghĩa chống lại thế giới, được gọi là gian lận viễn thông để chuẩn bị cho đợt phong tỏa tiếp theo. Lý Lâm Nhất, một nhà bình luận về các vấn đề Trung Quốc, nói với The Epoch Times rằng hiện nay người dân Trung Quốc ngày càng bất mãn với chính quyền và các vụ việc quy mô lớn có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Cắt đứt quan hệ trong nước và nước ngoài trong những trường hợp cực đoan để đảm bảo rằng quy mô của vụ việc không mở rộng, bởi vì việc này sẽ thuận tiện cho việc người dân Trung Quốc biết hơn nhiều sự thật và một khi sự thật trở về Trung Quốc, nó sẽ khơi dậy tức giận của người dân Trung Quốc. Lý Lâm Nhất tin rằng phương pháp ngăn chặn tin tức của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ là biện pháp tạm thời và sẽ không thành công lâu dài. Cuộc gọi từ nước ngoài đặt nội tạng và sự dơ bẩn trong chính quyền Trung Quốc. Thưa quý vị, một trong những lý do Đảng Cộng sản Trung Quốc chặn cuộc gọi từ nước ngoài có thể là một trong những cách để ngăn chặn sự điều tra từ các tổ chức quốc tế. Qua điện thoại, Bạch Thư Trung, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Tổng cục Hậu cần Đảng Cộng sản Trung Quốc, xác nhận rằng lệnh mổ cướp nội tạng có học viên Pháp Luân Công còn sống đến từ Giang Trạch Dân. Cụ thể, vào ngày 30 tháng 9 năm 2014, khi tiếng chuông điện thoại reo, Bạch Thư Trung bắt máy, người ở đầu dây bên kia cho biết anh đến từ bộ phận kiểm tra của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi Bạch Thư Trung biết được thân phận của đối phương, người đổ mồ hôi lạnh, lúc nghe câu hỏi liền vội vàng trả lời. Điều tra viên. Bạch Thư Trung. Ông ta nói đã có quyết định phê chuẩn, đồng thời cho biết những việc được triển khai này là cấy ghép nội tạng. Bạch Thư Trung. Điều tra viên. Bạch Thư Trung. 这个当时的话，有我觉得，起码我在我印象中，当时是吧？因为当时江主席批示以后，这个反法轮功这个大家都做了很多工作。刘家斌，你们就是这个跟这些联勤，一分部、二分部，包括这个联勤、司令分部这些他们负责的这些军队医院，有没有这些直接的这些领导被领导的关系？ 白秋中，我们对几个军医大学就能掌控的，咱们总后直属单位几个军医大学反复要求，因为那时候江很重视这个问题，很重视这个问题。刘家斌，谁很重视这个问题？白秋中，江啊，当时啊，在位的时候啊，还是很重视这个问题。
Rất rõ ràng, Chủ tịch Giang mà Bạch Thư Trung đề cập chính là Giang Trạch Dân, Chủ tịch Quân ủy Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ. Bạch Thư Trung từng là Bộ trưởng Bộ Y tế của Tổng cục Hậu cần Giải phóng quân từ tháng 8 năm 1998 đến năm 2004 và được phong quân hàm Thiếu tướng vào năm 1994. Trong nhiệm kỳ của Bạch cũng là lúc Giang Trạch Dân tại vị. Uông Chí Viễn nói rằng đây cũng là thời kỳ cao điểm trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Uông Chí Viễn nói thêm rằng lúc ấy chiến dịch chống tham nhũng sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền khiến ai cũng nơm nớp lo sợ. Vậy nên khi Bạch Thư Trung nghe được danh tính của người gọi đến liền giật mình khi nghe được câu hỏi, bởi vì nó không liên quan trực tiếp đến ông ta nên đều trả lời. Lời kể lạnh người từ một bác sĩ quân y tham gia mổ cướp tạng. Thưa quý vị, sau 5 cuộc điện thoại, Lý Quốc Vĩ, một bác sĩ ghép thận tại Bệnh viện trực thuộc Đại học Quân y Trung Quốc, thừa nhận đã sử dụng nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Từ cuối năm 2019 đến đầu năm 2020, Lý Quốc Vĩ, một bác sĩ ghép thận tại Bệnh viện Liên kết 1 của Đại học Quân y Lực lượng Không quân Giải phóng quân, tên bên ngoài gọi là Bệnh viện Tây Kinh thuộc Đại học Quân y Không quân, nhận được cuộc gọi từ gia đình bệnh nhân muốn ghép thận. Đối với Lý Quốc Vĩ mà nói, ông ta đã nhận được vô số cuộc gọi như thế này trong nhiều năm qua. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, Lý Quốc Vĩ nhận được một cuộc gọi từ một thành viên khác trong gia đình của bệnh nhân và 4 cuộc gọi tiếp theo đều là của người này. Lần này, Lý Quốc Vĩ thừa nhận rằng Hội Chữ thập đỏ thực chất là một vỏ bọc. Ông cũng nói rằng, đối với nguồn tạng từ các học viên Pháp Luân Công, hiện tại theo các quy định văn bản rõ ràng là không cho phép. Lý Quốc Vĩ bày tỏ ngụ ý rằng, trong quá khứ, điều đó đã được cho phép. Thân nhân người bệnh. Lý Quốc Vĩ. Ngày hôm sau, cuộc gọi tiếp tục. Thân nhân người bệnh. Lý Quốc Vĩ. Đồng thời, Lý Quốc Vĩ xác nhận rằng việc mổ cướp nội tạng cũng được thực hiện ở Bệnh viện Tây Kinh. Trong cuộc gọi thứ tư, thân nhân người bệnh. Lý Quốc Vĩ. Thân nhân người bệnh. Lý Quốc Vĩ. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2020, đây là cuộc gọi thứ 5 mà Lý Quốc Vĩ nhận được. Ông ta cứ tưởng cát bụi đã lắng, sắp đại công cáo thành, tiền chuẩn bị tới tay. Thì thân nhân người bệnh mới nói ra thân phận thật sự, họ là điều tra viên của Tổ chức Quốc tế điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Các điều tra viên khuyên Lý Quốc Vĩ bỏ tối theo sáng, hợp tác điều tra, tiết lộ sự thật, lập công chuộc tội. Lý Quốc Vĩ nói, anh không cần nói những lời phản đảng này với tôi. Trung Quốc chính là chế độ độc đảng, vậy nên anh không cần nói những thứ này với tôi. Uông Chí Viễn cho biết, Bệnh viện Quân cảnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng chính trong tội ác diệt chủng mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Quân y là đơn vị thi công trọng điểm. Tổ chức quốc tế điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã dựng video cuộc điều tra độc lập về việc mổ cướp nội tạng các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc thành video mang tên Thiết chứng như sơn, bằng chứng như núi. Cuộc điều tra thu thập chứng cứ từ Lý Quốc Vĩ là tập thứ 5. Được đề cử cho 6 giải thưởng sư tử từ Canada, đoạn phim giới thiệu nội tạng thuộc sở hữu nhà nước được công bố. Thưa quý vị, trailer của bộ phim tài liệu Nội tạng nhà nước được 6 đề cử tại Giải thưởng Sư tử Điện ảnh Canada lần thứ 25 năm 2023, gần đây đã được công bố phát hành.
Giải thưởng Điện ảnh Sư tử của Canada được thành lập vào năm 1999 bởi Quỹ Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh BC, một tổ chức phi lợi nhuận để kỷ niệm và quảng bá những thành tựu của ngành điện ảnh và truyền hình British Columbia bằng cách trao giải thưởng hàng năm, giải thưởng Lion. Người chiến thắng sẽ được công bố tại lễ trao giải vào ngày 8 tháng 7. Bộ phim mô tả hai thanh niên tốt bụng đã bị cảnh sát cưỡng bức biến mất trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc 20 năm trước. Trong một thế giới băng giá, hy vọng duy nhất của họ là ai? Điều gì làm cho cuộc sống khô héo nhìn thấy ánh sáng một lần nữa? Thông qua một số lượng lớn các lời khai trực tiếp và các cuộc phỏng vấn độc quyền, bộ phim trình bày chân thực nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nạn diệt chủng của các học viên Pháp Luân Công, sự giúp đỡ và cảnh giác lẫn nhau của người dân Trung Quốc dưới chế độ chuyên chế và sự trở lại của đức tin. Trong phim, đạo diễn sử dụng một cách sáng tạo chuyển động có thể thay đổi của máy quay để thể hiện những cảm xúc tinh tế trong lòng nhân vật và âm nhạc được sáng tác cẩn thận bởi một bậc thầy nhạc phim từng đoạt giải Emmy. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.